biểu nói chung tụng chú đại bi cho tôi. Chú đó lôi đậu vô biểu nó tụng chú đại bi cho sư. Cái chú đại bi coi 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 vậy đó. À, mà lôi mấy đứa đó vô khảo là tụi nó không đứa nào thuộc đâu. Con biết con ma gì đâu thuộc. Con muốn thuộc. Theo thầy Minh Tuệ đó. Thì thầy có nhận định được người nào là cũng như chân tu không hay là toàn bộ là không có mấy người theo thầy đó hả con? Dạ, người ni á. À, ni á hả? Dạ. Trời ơi, ni ai mà cho đi theo? Và xưa nay, dạ, trong đạo đứa con, thầy cũng chưa thấy có một cái bà ni nào mà tu hạnh mà đầu đà. Không có. Ni không có có khả năng tu hạnh đầu đà. Đừng có nói tầm bậy. Dạ, dạ. Mấy cái con này nó theo, phải nó đi được ổng đâu. Nó đi được đầu trần chân đất đâu. Yeah. Nó ăn mặc dơ dái đâu. Yeah. Và nó cực khổ chịu đâu. Nó đi theo mà nó đi theo bằng xe hơi. Yeah. Ổng đi vậy đây đâu đó kệ ổng. À, nó vậy nó nghỉ. Nó biết ổng chỗ nào sắp chơi chạy rồi. Nó tung ra cả đám trường đạo. Tức là nó dựa theo ổng. Nó dựa theo cái kẻ hở mà nó truyền đạo. Đúng không? À. Con đây ai muốn tu tu bây giờ như con nè. Dạ. Con muốn tu con bỏ trên đây con da quất cái bộ đồ vô con ôm mình bác con đi. Có ai dám rầy dám rớ con không? Miễn con đừng làm gì thôi. Dễ vậy hả? Dạ. Giỡn hoài. À, thì sư ơi, thì hồi nãy sư sư nói cái này để con xin hỏi là sư tiếng nha. Thì cái vấn đề mà ni á là tu không được 13 hạnh đồ đà mà từ đó giờ thì như mình thí dụ như mình có thể mình nói về cái hướng khác không, có thể là tu được nhưng mà như dạng chưa có cái này con không có thể cái con mấy con cái con mẹ khùng này nó bước ra nó là nó dựa theo cái tiếng nói của người ta để nó bung ra rồi này kia thôi. Cái đậu đà đậu đèo gì đậu đà đậu gà gì mấy cái con đó mà đậu gì nó dựa vô thôi. Nè lôi một con ra rồi ra đây thưa sư. Chứ hỏi dài ba câu kinh thường xuyên của Phật giáo rồi mày thuộc không cả đã. À, toàn rồi. Là cái đồ giả không á. Dạ, dạ. Nó học được ba cái trả lời khơi chứ. Mày lôi đầu mấy cái thằng mắt toi thầy chùa mày giả mới tanh. Mày nắm đầu nó mày téo vô. Biểu nói chung tụng chú đại bi cho tôi. Dạ. Mấy cái thằng thầy chùa, mấy cái con thầy chùa đó lôi đầu vô biểu nó tụng chú đại bi cho sư. Dạ. Cái chú đại bi con coi coi vậy đó. À, mà lôi mấy đứa đó vô khảo là tụi nó không đứa nào thuộc đâu. Con biết con ma gì đâu thuộc. Con muốn thuộc chú đại bi con phải là Phật tử con mới thuộc đó. Dạ. Chứ không phải con cực hơi con thuộc. Con thuộc chưa? Dạ không con. Nghe chưa? Chỉ có Phật tử mới thuộc chú đại bi à. Dạ. Thì Phật tử thuộc, thầy chùa thuộc không? Mấy thầy chùa giả không nào thuộc, có học đâu thuộc. Lôi đầu con ra biểu động chú đại bi. À, hoặc là một hai bài gì trong nhật tụng á. Dạ. Coi nó thuộc không thuộc á thì mới chịu còn không thuộc đập đầu nó cho thầy mấy đó, nó giống thôi mà mấy giả tu có thể tụi này đó con nó là một cái nhân tố của nhóm phản động nào đó theo nhận định của thầy là vậy ha. Cao lắm á con thấy cái lực nó ghê không cái tiền của nó ghê không nó đưa ra bằng xe hơi không ha. À mà nó cái lực của nó như vậy đó đệ tử của nó bị kẹt là có xe hơi rước lên liền á. Dạ. Con nhỏ gái đó với thằng ông cậu kẹ đó bị kẹt đó xe hơi rước lên liền giải cứu liền. Dạ. À, nó động cái là móc điện thoại là nó kêu là các cái lần dây giải cứu là bua lời cứu liền. Ở trong cái đám đông cô nào mà bị mấy đứa YouTube tấn công quá chịu không nổi là lập tức có một người lớn tuổi hoặc gì đó, là tới kè giạt đi liền cứu liền đi không cho tiếp chút nữa hết nói chuyện nổi đâu. Yeah. Nó nằm tức là có sự tổ chức rõ ràng để bám sát theo thầy trời. Yeah. Không biết có phải hại ông không biết nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng nhờ cái bông sông đó để họ truyền đạo bá láp mà thôi. À. Cái đám áo vàng đó. Yeah, yeah. À, là cái đám truyền đạo bá láp nhờ cái bông sông của ông này nước đục thả câu đó con. Yeah. À, nó làm dạng đó chứ nó không có nguy hiểm về vấn đề khác. Yeah. Nhưng mà nó nhờ cái đó để nó bung cái chi đạo nó lên cho mạnh. Yeah. Nó lừa cái dịp à, cái lý ai tu cũng được này kia kia đại đi đó ông này được thì tôi được. Yeah. Phải không? Yeah. Ông Minh Đạo ổng khơi khơi ổng có một đoàn người ổng có chi đạo thì tôi cũng vậy tôi không cần nhà nước lô bát tôi cũng có thể thành lập được chi đạo tôi vậy. À
ông kia ông lấy tên gì ông biết, tôi lấy tên là đạo gì, đạo nhân quả, thí dụ vậy. Tức là nói lên cái vấn đề mà tự do tín ngưỡng đến mức thái quá. Không lẽ mấy ông đó bây giờ bữa nay thầy vui quá, thầy rủ mớ nào ra thành lập thêm một cái di đạo loại nào đó và ăn mặc giống thầy được không? Được không? Được đó. Yeah. Phải không con? Thì yeah, như thế loạn đạo rồi. Yeah. Phải không? Thầy chống là thầy chống cái đó. Còn thầy không bao giờ mà nói đến về cái vấn đề tu của thầy Minh Tuệ. Tại vì ông có cái hướng của ông rồi. Và cái hướng đi của thầy Minh Tuệ đó, thầy đã đánh giá cái tuyệt vời, cái trí huệ cao hơn thầy. Tức là thầy đánh giá ông đó giỏi hơn thầy. Thành ra thầy không bao giờ mà dám mà nói đến vấn đề cái hạnh của họ và cái hướng đi của họ cả. Thầy hoàn toàn không biết. Nhưng thầy theo dõi để thầy tiếp trợ ông Minh Tuệ mà thôi. Những cái kẻ đi sau thầy Minh Tuệ đều là những kẻ không đáng xài. Dù họ có tâm đạo, tâm thành có nào đi chăng nữa, vẫn là cái đồ ruồi bu. Có cái tâm thành như mà cái chú mà hồi nãy thầy khen đó. Cái tâm thành không phải vô chỗ này, đi về nhà con tu cũng được nữa, chứ không phải con vô đây. Con vô đây bởi cái gì? Ha, bởi cái cuốn hút mà thôi. Yeah. Ha, thành thử ra đối với đó để thầy đuổi về luôn. Mày không có tâm thành gì hết chứ. Thầy sư phụ là ha, sư Thích Trí Trung, tôi chỉ duy nhất công nhận ông Minh Tuệ là một vị sư thầy tốt và tôi đang theo dõi trên bước đường tu của thầy duy nhất một mình. Người thứ hai trở xuống đối với tôi đó là những cái kẻ ruồi bu. Tôi không cần biết ơi, và những cái nhóm đó bà con để ý vô coi, nó không có sạch. Cái phía sau của thầy đó nó không có sạch. Toàn là âm binh đồng khí cơ à. Vô để kiếm danh kiếm lợi, vô để làm bậy làm bạ. Rồi ở trong đó không phải người thiện. Yeah. Thì như thế quý vị để nguyên một cái chòm phía sau thầy, có ai thằng nào ông nào dám tin nào kêu sư sư á, thầy kêu bằng cái thằng đó. Hôm nay sư chưa có giận, bữa nay sư giận lên sư kêu bằng thằng đâu, tụi bay có ngày nào mà thọ giới chưa, ta biểu tao kêu tụi bay bằng sư ha. Ông Minh Tuệ thì khác. Yeah. Ông có vô chùa và cái hạnh tu của ông không cần ai kêu sư, nhưng ta kêu sư ta tôn trọng ngài. Yeah. Còn mấy cái ông này đủ mà sư á, mà bước vô nó cũng chết cha với sư luôn. Yeah. Sư mà bước vô đó sư đi đâu vậy sư? Sư tu kiểu gì vậy sư? Sư ngộ đạo kiểu nào? Ở nhà tu, đừng đi theo ta làm bậy. Đi vô, trường mặt ra mua danh để cầu lợi mà thôi. Đi theo ông nào đó, điện thoại, tiền bạc, đồ nhóc đó. Phía sau thầy là toàn là một bọn hỗn độn, coi như là tả bánh lù á. Cái nhóm đi theo ngài đó tả bánh lù gì theo, chưa không muốn chịu. Theo nhận định của thầy về những cái người ni đó mà khoảng 20 người đó thì thầy có đúc kết lại là họ có nên để mà đi theo thầy hay không, hoặc là thầy có gợi ý gì với thầy Minh Tuệ không? Con ơi, bây giờ không có ai mà có thể chuyển động nổi nữa. Dạ. Làm sao họ tách ra? Không bao giờ họ mà tách ra. Họ đã theo vậy rồi là từ đó tới nhiều hơn thôi, chứ không bao giờ mà trục. Đó là cái đuôi giết ông thầy Minh Tuệ đó. Thế thôi à, thầy nói vậy đó. Yeah. Những cái xấu xa sau này, những cái khó khăn sau này đều do từ cái đám đó đem ra gây gài lên cho thầy thôi. Không ấy lợi vậy, ta tu mình đi theo này cái đám ruồi bu. Đối với sư phụ, đối với sư phụ nè, cái kẻ thứ hai thôi nha. Tôi không kỵ ai chứ á, tôi chỉ riêng có mình ông Minh Tuệ thôi. Còn cái kẻ thứ hai ngoài Minh Tuệ đều là rùi bu, đều là sư phụ, đều là kẻ phá hoại, đều là kẻ xấu. Đi theo vậy để lấy tiếng hả sư ha? Hả? Đi theo để lấy tiếng hả? Lấy tiếng không hả? Dạ, chứ theo con được biết thì sư Thích Minh Tuệ này thì cũng đã đi. À, trước đây cũng có đi, là đi khoảng 2-3 năm rồi, chứ không phải... Ai sao sao? Dạ, mà tới bây giờ thì như dạng là... cái tin tức này á, là nó lan rộng ra thì bắt đầu mấy người này mới tập trung vô bắt đầu tập tu là mấy con không có thấy, thầy thấy từ lúc đâu ấy nè. Lúc đó ông ra tới miền Trung rồi. Dạ. Thì có cái chú đó, có cô đó, ơi sư đâu ra, sư miền Nam ra hả? Ở miền Nam sao không
ở lúc đó con mình ổng ha phải không? Dạ. Nhưng trúng cái dịp người ta muốn hạ bệ những cái vị chức sắc cao, đúng không? Thành ra người ta đem cái hạnh tu mới so sánh cái hạnh tu thôi. Đến khi cái vị chức sắc kia lỡ lời vô cái trong cái clip nào đó thì họ lập tức đem cái clip đó ra mà tán vô. Thì thầy thấy cái chuyện đó không nên. Đây là dùng Phật giáo á, dùng Phật giáo để mà sâu sát nè. Dùng cái hạnh này để so sánh với cái hạnh kia, thầy hoàn toàn bác, thầy không có chịu cái chuyện mà đó. À, rồi. Không có nên, đừng có đem ông này ra tranh cãi với ông kia. Cũng như sư phụ, không bao giờ sư phụ muốn tranh cãi với một huynh đệ nào chứ, cái đó là loạn đạo. Chúng ta tu bây giờ nghiên cứu, tu sao cho chúng cho tốt, cho thế nhân, cho Phật tử nhờ. Chứ còn mở đó, con thấy hổng rải ra trần trần á. Thầy này chửi thầy kia, ông kia ra ông nói quậy, loạn đạo, rối bù ha. Dạ sư ơi, con có một cái vấn đề, con muốn hỏi sư. Thì mấy ngày qua con cũng có xem được một cái clip xuất hiện trên không gian mạng, cũng có một vị sư nói về cái vấn đề mà sư, nếu ai là một vị sư mà đi ra ngoài đường, trên đường mà khắc Phật đó, là đều là sai, đều là giả. Thì theo như sư nhìn nhận như vậy thì có liên quan gì đến vấn đề của sư Minh Tuệ không sư? Đây là con, thật ra đó, nói xin lỗi nữa ha. Giáo hội Phật giáo ta đã có một cái văn bản rất rõ ràng là không cho các tu sĩ đi khất thực. Là tại sao? Là cái lý họ là vậy nè. Hồi từ xưa chùa chiền không có, các thầy phải bước ra tu bằng cái hạnh đầu đà rõ rệt. À, còn bây giờ khác rồi, chùa chiền nhiều, các thầy cũng có thể đi hành pháp vậy, nhưng ở trong phạm vi trú xứ của mình rồi về chùa. À, còn cái ăn uống đã có cung ứng tại chùa rồi, đã có Phật tử nấu nướng tại chùa rồi, thành ra cái đi đó người ta đi là đi pháp mà thôi. Cũng như sư phụ nè, nói xin lỗi đó, có thể một tháng sư phụ đi hai ngày, một ngày sám hối hoặc là cái ngày rằm đó, thì sư phụ đi buổi sáng đó, đi vòng rồi về. Ai cũng có cái cách sống của người ta đó. Sư phụ đi vừa hành pháp mà vừa khất thực luôn, tại sư phụ sống ở nghĩa địa xa nuôi rồi, đâu phải chùa và Phật tử biết. Đây là cũng phải trong gậy ra cái chợ nhỏ gần sư phụ là cái chợ Cầu Đốt á. Rồi ra đó bà con biết không, bữa nay sư phụ ra người cúng dường 5 đồng 10 đồng vậy đó, giúp cho sư phụ sống nhiều năm nay vậy rồi. Sư phụ an lạc lắm. Còn đúng ra cái luật nhà nước là không có cho đi khất thực nè, bởi vì người ta sợ là mấy cái ông mà làm biên làm bộ này kia làm thầy tu để khất thực đó. Bây giờ các ông làm biến đó được phép rồi. Rõ ràng lắm á. Các ông mà làm biến muốn thành tại chùa được phép rồi. Bữa nay bình thường các ông cứ việc cạo đầu, mai ôm cái bình bát hay cái gì đó cũng được. Bước ra là tẩn, ta đây là một thầy tu thấy chùa. Phải không? Yeah. Nó rất là tầm thường, nó rất là rẻ tiền. Nha. Một cái kẻ đầu đường xó chợ bữa trước, bữa sau có thể chậm chệ là một bậc tu hành. Thì như thế loạn đạo loạn đời là chỗ đó. Mô Phật. Nếu mà sư ơi, cho con xin phép con hỏi là như bây giờ đó, là những người mà đi khất thực cái đó là sư có cách nào để hướng dẫn cho bà con là biết người đó là tu thật hay là tu giả, mà như dạng khất thực giả vậy đó sư? Này các con, chúng ta thấy rõ ha. Hôm rồi cái phương cách của ông Minh Tuệ nó có cái đặc biệt là vậy. Không đi loạn nữa, không nhận cái khất thực gian độ đó, mà bây giờ tản ra. Mỗi ông có cái hạnh tu của mình, mỗi ông có cái sinh rồi. Mà con thấy mấy đó có nào đâu là thầy chùa mà hạnh tu mà biết cách. Toàn là cái dân đầu đường xóa chợ phóng vô cạo đầu, nó quấn đồ quấn đạt, nó ôm cái nồi cái bát, nó đòi giống ông Minh Tuệ mà. Niệm Phật nó niệm được 10 tiếng chưa, thấy không? Thành thử ra thầy hoàn toàn bắt cái nhóm mà theo Minh Tuệ đó, thầy hoàn toàn chê. Đuổi hết, đuổi đầu hết về.
không nhớ cho thằng nào theo chứ, không có hộ pháp hộ phéo gì chứ. Hồi trời xưa ta tu ta không cần hộ pháp, mà bây giờ các ông vô đóng phim diễn kịch không ha, các ông đang đóng phim mà phải không? Cho ông hộ pháp vô là đóng phim, đâu hộ pháp cái mặt nhăn nhăn vậy vô rồi cái đưa mấy hình tượng vô, đây là hộ pháp, các ông đang đóng phim, đưa nhân vật vô gài vô để đóng phim mà thôi, không có hộ pháp, không có chuyện đó, đi theo làm rối người ta thôi, không có hộ pháp, dứt khoát. Ngoài thầy Minh Tuệ ra, một vị thứ hai thầy đuổi về rồi, chứ đừng nói mà hộ pháp hộ phéo, đừng nói mà a nan a neo, nói cái chuyện đó là mê tín, gài cái vấn đề vô càng thêm mê tín, là mấy cái chuyện đó đó nha, tôi chống đối đó. Cái mặt ông này nhăn rồi đem cái hình hộ pháp rồi, rồi lắp cho ông này ông hộ pháp cái gì, ai hộ pháp, hồi xưa nay có ai hộ pháp không, người ta cũng sống, mà bây giờ hộ pháp vô người ta còn mệt mỏi nữa, đi về hết, không hộ pháp hộ phéo gì đâu. Đối với sa môn công nhận ở trong cái nhóm đi của ông này chỉ có một ông Minh Tuệ là duy nhất. Còn... dạ. Tại sao các ông bước vô các ông phá hoại người ta, các ông phá cuộc tu người ta mà không sao bỏ là gì, các ông không xứng đáng gọi là sư ở đâu, mới ngày qua ở đầu đường xóa chợ, mới ngày qua bán vé số đó, bữa nay thành sư. Có ông bán vé số thấy không, mới bữa ngày qua bán vé số, bữa nay quấn đồ vô thành sư hả? Cái trình độ nào để thành sư? Cái đó là cái chuyện đạo bá lát chung cái chịu ha. Những cái kẻ phía sau ông Minh Tuệ, thầy duy nhất chỉ công nhận một mình duy nhất mà thôi à. Đối với sư, cái kẻ thứ hai phía sau là đều là đi theo để phá hoại, đều là bọn đáng đuổi về dứt khoát. Mô Phật có gì hỏi không?